Vĩnh Long, một vùng đất hữu tình. Miệt vườn cây lành trái ngọt, nơi có những ngôi nhà độc đáo cùng nếp sống đậm chất miền Tây Nam Bộ. Nhà lạ miền Tây, hành trình khám phá văn hóa cư trú miền sông nước phương Nam. Thùy An rất vui khi được đồng hành cùng với quý khán giả trong hành trình đi tìm những ngôi nhà độc lạ ở miền Tây. Hiện tại thì Thùy An đang có mặt tại Cù Lao An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Từ xa xưa thì cây dừa đã chở che phủ xanh bóng mát cho những miệt vườn trù phú. Cây dừa được sử dụng trong ẩm thực nè, trong trang trí, trong đồ thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra còn được sử dụng trong việc xây dựng nữa. Người ta thường ví von vui rằng cây dừa có 1001 công dụng. Và hình ảnh của cây dừa đã mang một giá trị văn hóa đặc biệt trong tâm thức của người dân miền Tây. Nhà tôi có dãy vườn hoa, có 3 dãy nhãn, có 3 dãy dừa. Dù anh đi sớm về trưa, sao anh chẳng nghĩ dãy dừa nhà tôi. Cây dừa từ bao đời đã gắn liền với xóm làng, với nếp nhà của người miền Tây. Thưa quý khán giả, giữa Cù Lao An Bình bốn bề là gió lộng, có một ngôi nhà được dựng xây từ 4.000 cây dừa, rất là đặc biệt đúng không quý khán giả? Và sự đặc biệt đó không nằm ở chất liệu hay là vẻ đẹp của ngôi nhà, mà còn là tâm huyết của vị chủ nhân đã đặt vào đó. Thì ngay bây giờ thì An xin mời quý khán giả sẽ cùng gặp gỡ với chị Dương Diệu Hiền, là chủ nhân của ngôi nhà dừa Coco Home Vĩnh Long. Dạ, em chào chị Hiền. Chào An. Dạ, em nghe nói ở đây có một ngôi nhà được dựng xây từ dừa rất là đặc biệt. Thì ngày hôm nay nhờ chị Hiền sẽ giới thiệu cho Thùy An cũng như quý khán giả được biết rõ hơn về ngôi nhà này nha. Rất vui khi đón An và giới thiệu với khán giả về căn nhà dừa của gia đình mình. Dạ, thì không biết là cơ duyên nào đã đưa chị Hiền đến ý tưởng xây dựng một ngôi nhà từ dừa như thế này hả chị? Chị là dân miền Tây, sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long. Cho nên từ nhỏ thì cây dừa mộc mạc đơn sơ thì đã rất là gần gũi với chị. Khi chị đi làm du lịch, lúc đó mình mới nhận thấy được là cái giá trị của cây dừa nó rất là to lớn, nó có cái giá trị về mỹ nghệ rất là cao. Cho nên chị muốn cố gắng để mình góp một chút tâm sức để nâng tầm cái giá trị của cây dừa. Bắt đầu xây dựng ngôi nhà dừa này là từ khi nào hả chị Hiền? Để bắt đầu xây dựng thì chị khởi công thì từ năm 2017. Nhưng mà để mà ấp ủ một cái nguyện vọng mà xây một cái khu vườn dừa như vậy thì để thực hiện nó đã phải kéo dài gần 10 năm. Dạ. Năm 2009, chị Dương Diệu Hiền bắt đầu mua đất khởi động cho giấc mơ nhà dừa. Năm 2012, chị trồng dừa theo quy hoạch. Đến năm 2017, dừa trưởng thành cho trái. Trong những ngày đầu mà mình thi công ngôi nhà dừa này nè, mình đã vượt qua những trở ngại hay là bỡ ngỡ như thế nào hả chị Hiền? Gia đình cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề tìm kiếm nguyên liệu
và chi phí đầu tư để chọn được một cây dừa lão, và phải xử lý cái mối bọt nữa. Ban đầu phải rất là kỳ công để xử lý, chứ nếu không thì rất là mau hư. Là một người tỉ mỉ á, thì mình trong cái quá trình thi công á, là mình đã đồng hành cùng với những người thợ thi công như thế nào để xây ra một cái ngôi nhà hoàn hảo nhất hả chị Hiền? Làm á, thì phải làm sao cho những cái gì mới nhất, sáng tạo nhất mà người ta chưa làm. Cho nên khi mà đi tìm thợ thì đa số thợ ở dưới quê thì người ta lại từ chối. Người ta không muốn làm những cái chưa từng làm. Mà ngay cả khi mình chấp nhận là cứ thử nghiệm, có hư thì mình chịu, mình không đền. Nhưng mà cũng rất khó tìm được những người cùng đồng hành với mình vì cái khoản đó. Khi dừa nó đã đủ cái độ lão của nó thì nó cứng lắm, cứng cực kỳ luôn. Cực kỳ cứng là đóng đinh cũng không vô. Cho nên nhiều khi mình cũng phải theo sát hoặc là thợ người ta lấy cái dừa mà nó bị lẹm vô cái phần ruột, nó cũng sẽ rất là mau hư. Hoặc là khi mà đóng đinh thì người ta phải khoan một cái lỗ mồi trước rồi mới đóng cái đinh vô được. Nếu không mà đóng ẩu vô thì nó sẽ không có ăn, không có dính. Cho nên trong suốt quá trình thi công thì mình cũng phải theo sát để mà nhắc nhở. Cột cầu hầm trải dài hơn 6.000 mét vuông, bao gồm khu nhà chính, khuôn viên sân vườn, dãy homestay 6 phòng, khu bếp quê, khu làng nghề truyền thống. Tất cả được xây dựng hoàn toàn từ thân của 4.000 cây dừa lão, tổng trị giá trên 6 tỷ đồng. Ngôi nhà chính nằm ở trung tâm, được thiết kế tỉ mỉ nhằm tôn vinh giá trị và vẻ đẹp của cây dừa. Đây cũng là một món quà mà chị Dương Diệu Hiền kính tặng cho quý phụ mẫu. Hoành phi, liễn đối đến tủ thờ, trường kỷ đều được làm từ những bộ phận khác nhau của cây dừa. Đã là nhà dừa thì phải sử dụng tất cả những thứ từ dừa. Cho nên chị mới chọn được cái ý tưởng đó là gỗ dừa và cẩn gáo. Những cái chữ này thì được cẩn gáo tiện khắc rất là công phu để mà đưa lên tận dụng để mà làm thành những cái tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Thì chị sẽ đưa những cái ý tưởng là chị muốn làm như vậy thôi. Rồi những cái nghệ nhân người ta sẽ sáng tạo, và cái yêu cầu của chị sẽ vẫn là làm sao sử dụng bằng chất liệu dừa. Cột thì độ tuổi của cây dừa nó phải từ 80 tờ đổ lên. Tại vì dưới tuổi đó thì cái ruột dừa nó rất là nó rỗng và rất là mau mục, xử lý nó khó khăn hơn, là chỉ có thể chỉ vài năm là nó mục rồi. Cho nên để mà chọn cây dừa làm cột cái là phải ít nhất là 80 tuổi, và để mình chỉ sử dụng được từ cái gốc đổ lên là khoảng thường là khoảng chỉ khoảng 1/4 chiều cao của cây dừa thôi. Chứ để chị tìm được một cây cột mà 5 mét như vậy thì cái cây dừa này phải khoảng 100 tuổi và nó cao gần 20 mét.
Những hạng mục này có không ít công sức và tâm huyết của nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Thanh, người được mệnh danh là phù thủy gáo dừa. Gỗ dừa làm thành bàn ghế hay vật dụng như bộ bình trà, ly tách. Lá dừa chà qua nang dừa cũng tạo nên những chiếc lồng đèn xinh xắn. Bộ tượng Phước Lộc Thọ được chế tác công phu từ rễ dừa. Đây sẽ là điểm đến thú vị cho những ai yêu mến những sản phẩm mỹ nghệ từ dừa. Khi mà làm cái công trình cho cô Hôm thì bản thân tôi cũng muốn tạo nên một sự khác biệt. Đó là coi như là cái ứng dụng trang trí nội thất cho cái gáo dừa, cái sự thâm trầm, những cái nét đẹp mà chỉ có ở gáo dừa mới có thôi. Đó chính là gỗ mà ở dạng sừng hóa, mà chỉ có riêng gỗ ở dạng sừng hóa của gáo dừa thì mới có được cái độ cứng vạch bề mặt thăng mo, thì mới có thể ứng dụng và như coi nó là một cái vật liệu gần như là vĩnh cửu, là vì nó có đầy đủ những tính năng của đá nhưng mà nó có nét đẹp và sự ấm áp của cái gỗ. Coco Home khi mà truyền đạt được cho khách du lịch hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ quý nhiều hơn, quý hơn nữa những cái giá trị mà dừa đem lại cho đời sống của con người. Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ, dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ. Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió, tôi hỏi nội tôi dừa có từ bao giờ. Lá dừa dùng gói nhiều loại bánh, tiện dụng, thân thiện với môi trường. Trái dừa khô nạo ra vắt lấy nước cốt, làm nên hương vị riêng có của ẩm thực đất phương Nam. Chị Ngọc ơi, hiện tại thì mình đang làm cái bánh gì đây chị? À, cái bánh này nó gọi là bánh cu thê. Bánh này nguyên liệu của nó bên ngoài thì là bột năng, bên trong là nhân đậu xanh, gồm có cơm dừa nè, rồi nước cốt dừa nè. Rồi khi mình làm xong mình hấp khoảng 20 phút là nó chín rồi là mình ăn. Từ hồi nhỏ thấy mẹ làm bánh làm để đám cưới cho người ta đó, rồi cho nên là nhớ, rồi làm tới bây giờ cho gia đình mình ăn, rồi cũng nhớ về tuổi thơ của mình vậy đó. Cất cái nhà dừa lên thì ý tưởng của mình nó muốn cho người ta hiểu biết về cây dừa của mình, để trân trọng cây dừa của mình. Rồi mình phải nghĩ ra một cái là về ẩm thực thế bằng dừa luôn, ăn cho người ta có cái ấn tượng về dừa nhiều. Bây giờ mình gán mình làm cái gì đó để cho quê hương Vĩnh Long mình có cái gì đó đặc biệt, ấn tượng, để cho du khách mà tới Vĩnh Long mình để tham quan, khách đến đây đến đó thấy ra đến đông và không khen ngợi, cái mình thấy mình thỏa mãn, mình vui vẻ, mình bớt quên đi cái buồn, quên đi cái cực nhọc đã qua. Bữa cơm nhà quê luôn ấm áp ngọt lành. Món ngon dân dã từ trái dừa phải kể đến cơm dừa kho. Người ta chỉ cần cạy lấy cơm dừa, đem kho với gia vị như mắm, muối, có khi cho thêm chút đậu phộng cho thơm, rồi đem ăn với cơm trắng. Hương vị thân quen trong ký ức tuổi thơ của nhiều người vào mùa giáp hạt.
tuy không là mỹ vị nhưng lại chứa chan tình yêu thương của mẹ của bà. May mắn là tất cả những người trong gia đình và rất nhiều bạn bè ủng hộ rất là nhiệt tình. Cái ngôi nhà dừa này là niềm tự hào của chị và của gia đình. Nếu mà sau này á, khi mà dịch đã hết rồi mình sẽ phục hồi hay là chị có những cái định hướng nào không chị Hiền? Những cái tác phẩm nghệ thuật mà làm từ dừa cũng còn rất là nhiều thứ còn đang ấp ủ mà chưa có thực hiện được. Nên là trong quá trình này thì trong cái thời gian nghỉ dịch này thì chị cũng cố gắng tiếp tục làm mới và hy vọng là hết dịch mọi người đến đây thì sẽ thấy nhiều điều mới mẻ hơn nữa. Dạ, thì hy vọng lần sau khi mà em quay trở lại đây em sẽ được tận hưởng nhiều điều mới mẻ từ cây dừa nữa hen. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Khán giả thân mến, sự độc đáo của nhà dừa không chỉ nằm ở vẻ đẹp của kiến trúc mà còn là yếu tố của mỹ thuật và ẩm thực. Đặc biệt nhất đó là tình cảm của chị Diệu Hiền đã gửi trọn vào đây. Điều đó góp phần nâng tầm giá trị của cây dừa Việt trong mắt của du khách. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong tập tiếp theo của hành trình khám phá những ngôi nhà độc lạ ở miền Tây.